everyone, welcome back to my channel. Today I'm going to prepare blue crab stir fry properly. So now let's enjoy with me. And first step, I'm going to prepare blue crab. Ooh, 24 and 9.
garlic. Pickle. Chicken powder. Salt. Sugar. Blue crab. Add all the vegetables. Oyster sauce. Time to test it. Select have with me. Ôi, đau đau hộp xay nhỉ. Chơi mình tên. Lần chết ngay nóng nhỉ. Lại có chân anh cho chết ngay. Cái đám của chú chút chân chút thoát lại ở ngay mình.